Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, những năm qua, tại hầu hết các kỳ triển lãm quốc phòng bên lề hội thao quân sự AMIKIM do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức thường niên, Bộ Quốc phòng Việt Nam đều cử đoàn đại biểu tham dự. Qua đó, nhằm tìm hiểu công nghệ mới, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật, xu hướng phát triển trang bị vũ khí cho chiến tranh hiện đại cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác. Năm nay cũng vậy, vừa qua, đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Ngô Minh Tiến làm trưởng đoàn đã tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế AMIKIM 2022 tại công viên Patriot ngoại ô Moscow, Liên bang Nga và tham quan khu triển lãm của diễn đàn. Trong lần tham dự này, những hình ảnh báo chí trong và ngoài nước khi đưa tin sự kiện đều cho thấy đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam đã tham quan và tìm hiểu một số loại vũ khí hiện đại mà Nga trưng bày tại triển lãm. Trong đó đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cán bộ cấp cao của Quân đội Việt Nam dừng lại quan sát khá lâu mẫu tiêm kích tạo hình Su-57 chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của công nghiệp quốc phòng Nga. Điều này đã khiến những ai quan tâm tới tình hình vũ khí nước nhà không khỏi vui mừng khi quân đội ta rõ ràng đang rất quan tâm tới các công nghệ quân sự mới trên thế giới. Tất nhiên chúng ta chưa thể biết ý nghĩa thực sự của điều này là gì. Liệu rằng Việt Nam có đang ấp ủ kế hoạch mua vũ khí khủng nào trong tương lai gần hay không? Tuy nhiên có thể dự đoán một điều rằng đây phải là thứ vũ khí rất đặc biệt thì mới gây được sự quan tâm lớn của quân đội ta như vậy. Vậy, chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Nga sở hữu những tính năng đặc biệt nào, sức mạnh của nó đáng gờm ra sao? Hãy cùng tin mới khám phá ngay sau đây. Su-57 của Nga có tên chính thức là Pakhvet-50, được phát triển trong bối cảnh các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang nỗ lực cho ra mắt chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của riêng mình. Hiện nay, không quân Nga đã đặt hàng 76 chiếc Su-57, dự kiến sẽ được giao hết vào cuối năm 2027. Các máy bay chiến đấu mới này được sản xuất từ tháng 7 năm 2019. Trước thời điểm Su-57 chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019, thì trên thế giới chỉ ghi nhận 3 loại tiêm kích được coi là những kẻ thống trị bầu trời, bao gồm F-22, Raptor, F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc. Trong đó, Su-57 thường được đặt lên bàn cân so sánh với F-22. Bởi tiêm kích chim ăn thịt F-22 là niềm tự hào của quân đội Mỹ, trong khi chiến đấu cơ tàng hình bóng ma bầu trời Su-57 là một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Nga. Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga được nhận xét rằng, về đặc điểm cơ bản, phương tiện tác chiến này không chỉ khiến F-35 phải ngước nhìn, mà còn vượt trội cả tiêm kích tàng hình tốt nhất của Mỹ là F-22, mặc dù cả hai đều là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Su-57 khác biệt đáng kể về triết lý thiết kế so với F-22. Tiêm kích F-22 của Mỹ tập trung vào khả năng cơ động và tàng hình, trong khi Su-57 chú ý vào khả năng cơ động và tốc độ. Các chuyên gia tin rằng Su-57 là một sự tiến hóa của hình dạng Su-27 Flanker, được hiện đại hóa cho khả năng quan sát radar thấp, nhưng thậm chí còn có khả năng cơ động cao hơn. Thiết kế cánh pha trộn giúp tăng khối lượng bên trong cho hệ thống điện tử, nhiên liệu và vũ khí. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tự hào tuyên bố rằng máy bay chiến đấu đa năng Su-57 là tiêm kích tốt nhất trên thế giới vì tất cả các tính năng và vũ khí của nó. Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của Su-57 lên tới khoảng 14-16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả. Với khả năng cơ động cao, Su-57 có thể lẩn tránh tên lửa và chuyển sang phản công đối phương. Chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Nga được trang bị tổ hợp vô tuyến điện tử đa năng tích hợp Myriad NH-121 gồm radar tiên tiến N036 Baikar, con sóc có tầm quét lớn lên tới 400 km. Theo dõi 60 mục tiêu và đồng thời tấn công tiêu diệt 16 mục tiêu trong số đó. Ngoài ra, Su-57 còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử L-402 Himalayas. Đây là kết cấu radar hiện đại cho phép Su-57 liên tục theo dõi mục tiêu trong điều kiện khác nhau. Đồng thời, các radar này có thể dễ dàng qua mặt radar chiến đấu cơ tàng hình Mỹ. Su-57 cũng như các máy bay tiền nhiệm Su-27, Su-30, Su-35 đều được trang bị một pháo tự động GSH-31 nặng 46 kg, sử dụng cỡ đạn 30 mm.
VSH-31 sử dụng được nhiều loại đạn dược khác nhau như đạn bình thường, nổ, xuyên giáp, phát sáng. Ngoài ra, Su-57 được thiết kế 10 giá treo đặt trong 4 khoang vũ khí, có thể chứa bom dẫn đường bằng laser, các loại tên lửa không đối không hoặc tên lửa không đối đất. Su-57 có 2 khoang vũ khí nội bộ lớn được bố trí song song, chiếm gần như toàn bộ chiều dài có thể sử dụng của máy bay. Mỗi khoang có thể mang tối đa 4 khẩu K-77M. Ngoài các tên lửa dẫn đường bằng radar tầm nhìn, so với phiên bản trước đó của K-77, tên lửa K-77M có kích thước lớn hơn và hoạt động bằng điện tử quét radar tìm đường, cho phép nó phát hiện và tiếp cận mục tiêu rất nhanh ở khoảng cách lên đến 160 km. Máy bay cũng sở hữu một cặp tên lửa dẫn đường hồng ngoại tầm ngắn K-74M2 trong các cánh ngầm. Như vậy, nếu đặt lên bàn cân để so sánh F-22 của Mỹ với Su-57 của Nga, chúng ta nhận thấy F-22 tập trung vào khả năng tàng hình và khả năng cơ động. F-22 cũng có thể phát hiện kẻ thù ở tầm xa, và với điều kiện nó có thể tránh được radar của kẻ thù trước khi kẻ thù phát hiện. Do đó, F-22 có khả năng giành được thế chủ động và chiến thắng trong trận chiến trước khi hai máy bay phản lực có thể lọt vào tầm ngắm của nhau. Nhưng một khi đối đầu với Su-57 của Nga thì những chiếc chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Mỹ cần lưu ý rằng các ưu tiên và vũ khí của Su-57 giúp nó dễ dàng phát hiện và loại bỏ các mối đe dọa ở tầm xa. Sự kết hợp giữa khả năng cơ động và tìm kiếm, theo dõi hồng ngoại của Su-57 biến máy bay thành một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, chìa khóa cho chiến lược của tiêm kích F-22 là nó phải tránh được radar vô cùng lợi hại của Su-57. Vậy quân đội Việt Nam ta có thể và có nên mua tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga hay không? Nếu như việc lựa chọn mua một món đồ vũ khí quân sự chỉ phụ thuộc vào chất lượng thì rõ ràng Su-57 chẳng có gì để chê trách. Thế nhưng để đi tới quyết định mua một loại vũ khí quân sự bảo vệ an ninh quốc gia luôn cần phải tính toán trên rất nhiều phương diện. Cách đây khoảng 5-7 năm về trước, việc sở hữu một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là điều gì đó cực kỳ xa xỉ, gần như chỉ những nước giàu có ngân sách quân sự khổng lồ thì mới có thể mua được. Hơn nữa, thị trường máy bay chiến đấu tàng hình ngày đó cũng rất đơn điệu, chỉ có F-35 Lightning của Mỹ là loại duy nhất được cung cấp. Đấy là còn chưa kể đến chuyện, ngay cả khi một quốc gia có đủ tiền và đủ khả năng về trình độ con người, hạ tầng kỹ thuật để khai thác những cỗ máy thuộc loại không có gì có thể hiện đại hơn, thì lại vướng phải vấn đề rất khó có thể vượt qua liệu chính phủ Mỹ có đồng ý để bán hay không. Đây vốn là một rào cản khá lớn của các nước châu Á, bởi trên thực tế không có nhiều quốc gia ở châu Á nhận được giấy phép xuất khẩu loại máy bay như vậy từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên tới nay thì mọi chuyện đã khác. Thị trường đã thay đổi, một số quốc gia hiện đang sản xuất các phiên bản của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 và có thể xuất khẩu rộng rãi. Điều này đồng nghĩa rằng trong những thập niên tới, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Thị trường giờ đây không chỉ bó hẹp tại Mỹ mà các nước như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, một nhóm các nước châu Âu, thậm chí cả Ấn Độ đều có thể chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình. Như vậy, sẽ rất nhiều cơ hội cho khách hàng lựa chọn. Một số quốc gia châu Á sẽ sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Singapore dự kiến sẽ nhận được 4 chiếc chiến đấu cơ F-35 vào năm 2026. Nhật Bản và Hàn Quốc đã sở hữu F-35. Như vậy, các cường quốc trong khu vực đã mua được máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 từ Mỹ hoặc độc lập phát triển. Trong bối cảnh như vậy, cùng với việc Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tinh gọn mạnh, truyền thông quốc tế dự đoán rằng Việt Nam sẽ sớm được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại trong vòng 20 năm tới. Tình hình địa chính trị phức tạp trong khu vực kèm theo nhiều lý do khách quan, trong đó có việc đã có kinh nghiệm khai thác các dòng máy bay Nga từ hơn nửa thế kỷ nay. Không có lý do gì để Việt Nam không tiếp tục lựa chọn các chiến đấu cơ hiện đại hơn từ Moscow trong thời gian tới. Việt Nam đã nhiều lần quan tâm đến chiến đấu cơ Su-57 hoặc Su-35, mặc dù Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 42 Plus. Nhưng tuyệt phẩm này của Nga khó có thể đối đầu song phẳng với các loại tiêm kích thế hệ thứ 5 hiện nay trên thế giới. Hơn nữa, không quân Việt Nam đã có kinh nghiệm khai thác các loại máy bay của Sukhoi và máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ mới với giá cả phải chăng. Có thể Su-57 là loại chiến đấu cơ Việt Nam đang tìm kiếm. Mối quan hệ giữa Moscow và Hà Nội là mối quan hệ chiến lược. Nga đã bán và sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Việt Nam. Vì vậy, vấn đề đầu tiên quan hệ địa chính trị đã được giải quyết. Thứ hai,
Nếu có đặc tính chiến đấu, kỹ thuật và tàng hình chính xác, Việt Nam sẽ có một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, đầy đủ chức năng, có thể điều khiển một lúc nhiều máy bay chiến đấu. Thứ ba, chất lượng giá cả và bảo trì. Sukhoi đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố rằng Su-57 sẽ có giá từ 25 đến 30 triệu đô la. Tất nhiên, đây có thể là mức giá cho không quân Nga và sẽ cao hơn đối với các khách hàng nước ngoài. Nhưng đây vẫn có thể là coi chấp nhận được với rất nhiều khách hàng. Với những lý do kể trên, chắc chắn Việt Nam sẽ là một trong những khách hàng phù hợp với chiến đấu cơ Su-57 của Nga. Trong thời gian tới, Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện loại chiến đấu cơ này và kèm theo đó là việc xúc tiến quan hệ để chào bán tiêm kích Su-57 ra nước ngoài. Do Việt Nam là quốc gia có trình độ trong khai thác và sử dụng có hiệu quả vũ khí của Nga, chắc chắn nên phát triển Sukhoi sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp thị tiêm kích thế hệ thứ 5 tới khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Vậy theo các bạn khán giả, liệu rằng Việt Nam có thể và có nên mua mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới nhất này của Nga hay không? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi trong phần bình luận cuối video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của kênh Tin Mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.